Trong một vài năm gần đây, do quỹ đất nội đô ngày càng trở nên chật chội, việc phát triển ra các khu vực ngoại thành đã trở nên rầm rộ hơn. Điều này cũng có nghĩa là hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã được biến thành những khu đất phi nông nghiệp. Kéo theo đó là những câu chuyện dở khóc dở cười về cuộc sống của những người nông dân. Câu chuyện về rất nhiều ngôi biệt thự được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại một khu vực ngoại thành Hà Nội hơn một năm trước đây đã từng làm ồn ào dư luận là một ví dụ điển hình. Thế nhưng khi luật đất đai năm 2013 đi vào cuộc sống, nhiều khu đất nông nghiệp trên cả nước đã dần trở về đúng chức năng của nó. Sau lưng tôi là nền móng của một ngôi biệt thự đã từng được xây dựng trái phép trên một khu đất nông nghiệp tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng và cũng đã bị cưỡng chế dỡ bỏ hơn một năm trước đây. Từ khi luật đất đai 2013 đi vào cuộc sống thì những khu đất nông nghiệp như thế này đã thực sự trở về với đúng chức năng của nó. Trước đây, khu đất nông nghiệp rộng hàng chục hecta này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho nhiều hộ gia đình thuê với thời hạn 30 năm để làm vườn ao chuồng. Thế nhưng nhiều công trình kiên cố được xây dựng trái phép đã khiến không ít người dân đặt câu hỏi về mục đích sử dụng thực sự của khu đất này. Khu đất này chỉ là để chăn nuôi và nuôi cá nuôi vịt và trồng cây ăn quả. Luật đất đai 2013 quy định những khu đất nông nghiệp khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thì không được xây dựng các công trình kiên cố. Và vì thế mà vào tháng 8 năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đã cho dỡ bỏ nhiều biệt thự và tình trạng này đã hoàn toàn được chấm dứt. Thực hiện luật đất đai 2013 có hiệu lực mùng 1 tháng 7 2014. Đấy, chỉ trước đó luật 2003 thì đối với huyện Đan Phượng là tăng cường công tác quản lý đất đai. Thì Đan Phượng xử lý quyết liệt, trong đó có biệt thự trên đất thuê thì đã xử lý triệt để. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xử lý sai phạm tại nhiều địa phương, nhưng hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như nhiều tỉnh thành khác, vẫn còn tồn tại những khu đất nông nghiệp được sử dụng sai mục đích. Theo các chuyên gia, thì việc giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đất sai mục đích không chỉ giữ được quỹ đất nông nghiệp, mà còn giải quyết được tình trạng thất thu thuế đất, trong khi bảng giá đất tại các thành phố ngày một tăng. Tôi cho rằng là hiện nay tất cả thuế đất của Việt Nam là nước kém cỏi nhất thế giới. Không có nước nào thu thuế đất thấp như ở Việt Nam cả. Vậy thì bây giờ có theo đúng cái luật thuế hiện nay mà giá trong bảng giá là phù hợp hơn với thị trường thì cũng là điều tất yếu. Đất nông nghiệp là để canh tác. Những người nông dân Việt Nam vẫn hàng ngày sống trên mảnh đất của cha ông bao đời để lại. Mặc dù vẫn còn nhiều vướng mắc, thế nhưng không thể phủ nhận, luật đất đai 2013 đang dần song hành cùng người nông dân hiện đại.